Rồi chào anh em, nay mình lên 6 con sườn pha đây em ơi. 2 lít 2, 2 năm có dính có luôn nha. Rồi sườn số 1 nha anh em ơi. Rồi sườn số 1 nha, số 1 nè. Rồi bao ngay thẳng cho anh em xài luôn. Bao ngay thẳng. Rồi sườn có cắt lấy số khung nha anh em ơi. Có lấy số khung nha. Đó. Anh em về nào về xe Trung Quốc á, anh em dọn nào cỡ mười mấy 20 triệu á, dọn xong dẫn ở Trung Quốc. Đó, anh em lấy cái này đắp vô nha anh em, đắp vô thành sườn Nhật nha, thành giấy tờ Nhật luôn nha anh em ơi. Nó lộn thành sườn Nhật luôn nha anh em. Sườn hoặc là sườn hư á. Sườn hư một nán anh làm đồng lại tốn 500-600 ngàn, rồi mua này ốp vô xài thôi, lấy sườn kia bán ở chai cũng lợi nha anh em ơi. Nó bao ngày thẳng không đâm đụng nha anh em. Rồi ống đồng có ống đồng anh em. Rồi còn nguyên nha, hai thanh còn nguyên nha anh em nè, râu ria còn nguyên nha. Rồi ống đồng đẹp nè, có lâu ngày có bung sơn anh em, bung sơn nha. Đó, ống đồng còn quá đẹp anh em, ống đồng đẹp nha. Đó, hình tình trạng là như hình. Rồi ở đây là có nổ nổ nhẹ em ơi, đây như có anh sát nhẹ em ơi, như cái bung bột có bụp sao á, anh em về làm này lại xài thôi, nhẹ nhàng anh em ơi. Đó, hai cây này có bị bụp ra, có bung ra nha, có bị nứt nè. Ở đây thì có miếng rồi, đây thì có tí tỉ thôi, như hình nha anh em. Rồi ống đồng còn quá đẹp nè anh em ơi. Rồi có sườn số 1 nha. Rồi sườn số 1 còn khá đẹp. Rồi 7.5 bao ship anh em, 7.5 bao ship nha. Rồi tiền ship này hết 100 mấy rồi em ơi, tiền ship này hết 100 mấy rồi nha. Đó, như 7.5 bao ship anh em, cái sườn số 1 bao ngay thẳng không con vên, 7.5 bao ship, quá rẻ em ơi. Sườn Trung Quốc giờ mua tại chỗ phải là 200-300 ngàn một cây rồi đó. Sườn đẹp quá nha, 200-300 ngàn một cây. Rồi sườn này quá rẻ rồi, tính ra còn có 500 mấy một cây anh em ơi, tiền ship hết 100 mấy rồi. Rồi về nha anh em ơi, 7.5 bao ship. Rồi cái sườn số 2 nha anh em ơi, sườn số 2 nè. Rồi này cái sườn này có sườn chống xét nha anh em ơi, có sườn chống xét nha, bao ngay thẳng luôn, không con vơ luôn. Rồi có cắt lấy số khung nè, sườn này có giấy em cắt lấy số khung nha anh em. Đó, bán nhanh lẹ cho em xài chơi. À, có cắt lấy số khung nè anh em. Rồi à, không cắt lấy số khung nha. Đó, anh em về tháp vô xài nha anh em ơi. Đó, tháp vô xài thôi. Để, hoặc là em mua về chở cỏ chở đồ lấy sắt đắp vô chạy thôi, biết nào hư anh em. Nó sườn Trung Quốc chạy rung tay rung chân á, chở người yêu chơi ôi xe anh rung quá em không chịu nó ơi. Hoặc anh em nào mà hoặc chở ai cũng ghệ nó hay té đáy, chở rung quá rung té đáy thì anh em nên mua sườn Nhật này gắn vô anh em. Rồi có luôn bách yên nè, có luôn khóa yên nè. Nó sườn hai bộ con quyên Lucy luôn anh em ơi. Nó anh em nào chở ghệ hay bị té đáy hoài đó, rung tay rung chân á, rồi anh em này mua sườn Nhật vô nha, ghệ hết té đáy liền, khỏi ước mình. Rồi như hình nha em ơi, nó ống nè, có nữa cái sườn chống xét bao ngay thẳng, ống đầu còn đẹp em ơi, còn đẹp nha. Ống đồng còn đẹp nè. Rồi sườn này sườn 2x2 em ơi, cái kia cũng 2x2 nha, số 1 2x2 luôn. Đó 2x2, 2x3 là cái sườn màu sườn này em ơi. 2x2, 2x3 là sườn sơn này nè, sơn xám đậm nè, còn xám lợt từ 2x4 đó lên. Đó, ống đồng màu đẹp nha em ơi. Rồi. Bên đây không một lủng nè em ơi, không một lủng nè nha. Còn viên si luôn. Còn không một lủng luôn em ơi, có sơn chống xét nha. Sao bảo vậy? Rồi cái sườn này để anh em là. Đó, sườn đẹp em ơi, sườn đẹp nha. Đẹp hơn kia nhiều luôn em ơi. Nó như hình luôn. Rồi 8 nào đỡ bao ship anh em. 8 nào đỡ bao ship nha. Đó, sườn số 2 8 nào đỡ bao ship. Rồi sườn số 3 anh em ơi, sườn số 3 nha. Này cũng 2x2 2x3 nha anh em ơi. 2x2 2x3 nha. Rồi cắt lấy số khung nữa anh em ơi, như hình nha. Này nè, có cắt lấy số khung nè. Đó, anh em nhìn kỹ anh em ơi. Giờ anh em tắp vô xài thôi. Rồi tình trạng là sơ còn như hình nè. Còn khá nha. Ống đồng còn đẹp nữa nè. Rồi ở đây có bung sơn nè. Có để mà mưa nè, nó bị sét nè. Đó, anh em về sơn lại anh em ơi. Đó, về sơn lại nha. Tình trạng là không một lủng nè, ống đồng còn quá đẹp anh em, ống đồng còn quá đẹp nha, người ta có sơn lại chống xét nè, trên đây thì không một lủng nha, nó chỉ bị bung sơn thôi, có đi xét nhẹ thôi, anh em về đánh ra soi sơn lại anh em ơi, này thì xịt 2x7 vô, em để em mưa, rồi theo bình thường nha, ba không tuôn răng, nó cái sườn số 3 quá đẹp anh em, nó chứ nó chỉ bị là này về đánh là sơn lại em ơi, sườn này quá đẹp nè, còn vậy chứ đẹp lắm anh em, nè râu ria còn cứng ngắt luôn, rồi bao ngay thẳng nha, không đâm đụng nha anh em, nó ống đồng nè, ống đồng như mới luôn anh em. Đồng như mới luôn nha. Giờ kiếm cái sườn đẹp 2x2x3 khó lắm em ơi. Sườn này 2x2x2x3 nữa nha anh em. Nè, 2x2 nè. 2x2 có nè. Không? Sườn số 2 là 2x2 nè, 2x3 không có nè. 2x2 có nè anh em. Này là ống thông hơi thông máy nha. 2x3 thì ống thông hơi ở trên rồi. Đó này 2x2. Sườn số 1 là 2x2, số 2 là 2x3. Số 3 là cũng 2x2 anh em ơi. Rồi sườn này động giá luôn, 8 là đỡ bao ship nha anh em ơi. 8 là đỡ bao ship nha. Sườn số 3 8 là đỡ bao ship. Rồi sườn số 4 ơi, sườn số 4 là sườn ZX nha. Tao đúng sườn ZX. Đó, ZX được cắt ra như hình. Rồi bao ngày thẳng không đâm đụng luôn. Còn thẳng băng còn quá đẹp lắm ơi. Rồi có cắt số khung nha. Rồi cắt số khung nè.
nó nhiều hình em ơi. Rồi sườn này còn khá đẹp nè, sườn khá đẹp em ơi, thấy không, ống đồng khá đẹp nha, ở dưới có sườn chống xét nè, nó nhiều hình rồi, hai cái thay đẹp, thanh này đẹp luôn, không cái gì luôn em ơi, bình thường thì đẹp nha, đó này có sườn chống xét ở đây nè, rồi thích hợp nè, nó nhiều hình còn khá đẹp luôn, luôn mắt yên luôn, khá yên luôn, rồi hai thanh còn nguyên luôn, hai râu còn nguyên luôn em, đó nhiều hình nha, bao ngày thẳng em xài. Rồi 900 bao ship em ơi, cái sườn ZX nha, 900 bao ship, bao đúng ZX. Còn khá đẹp em ơi, 900 bao ship. Rồi sườn số 5 em ơi, sườn số 5 nha. Sườn đường 2x2 nha em ơi, 2x2 nha. Rồi này con này để đường mưa em có sườn lại em ơi, có xịt lại nha. Cho đỡ sét em ơi. Đó, có xịt lại cho đỡ sét. Rồi anh em về thích hợp em ơi, tẩy sườn sườn lại nha em ơi. Rồi có cắt lá số khung nha. À. Rồi anh em về đắp lại xài nha. Đắp lại hoặc là lấy số Trung Quốc đắp qua sườn Nhật chạy em ơi. Chạy ngon lành nha anh em. Rồi sườn alpha 2x2 nha. Rồi có sườn lại chống xét em ơi. Để mưa nè, em sườn lại nè. Rồi tình trạng là quá đẹp, quá keng luôn nha. Ống đồng như mới nè. Rồi sườn số 5 2x2 em ơi, 2x2 có ống này nha anh em ơi. 2x2 có ống thông hơi nha anh em. Rồi ống đồng nè. Ống đồng như mới luôn. Rồi tình trạng là bao ngày thẳng luôn, có cắt lá số khung. Cắt lá số khung giống kia nha anh em. Đó như hình bao ngày thẳng. Này có sườn lại nè em ơi, này nó bị để mưa em sợ xét em sườn lại em ơi. Anh em về nhà lấy đồ sườn lại nha, hoặc là làm mới lại em ơi, gắn xe Nhật chạy chơi. Cái dùng nước ngập mặn hay mục quá em về gắn này xài y bài luôn, làm đồng giờ tốn 600.000 mà không được ngon em ơi. Nó như hình nha, bao bài thẳng. Rồi sườn này có sơn chút xét như hình, sườn này còn quá đẹp anh ơi, quá keng nha, 22 nè, quá keng anh em ơi, quá keng luôn. Rồi sườn này 9 đồng rưỡi bao ship anh em, 9 đồng rưỡi bao ship cái sườn số 5 nha, sườn này quá keng rồi, 9 đồng rưỡi bao ship. Rồi cái sườn số 6 anh em ơi, sườn số 6 nha. Đó, rồi bao ngay thẳng anh em xài luôn, bao ngay thẳng luôn. Rồi ở đây người ta có khoan lỗ dựng biết em ơi, có hàng ốc lỗ dựng biết kéo đồ thì sao á nha em. Rồi bao ngay thẳng nè, ông nè, thanh còn luôn, thanh còn luôn cho em ơi. Rồi bao thẳng nè, rồi sườn số 6 nè, 2x2 em ơi, này 2x2 nha, 2x2 nè, đó 2x2 nè, 2x3 lên không có. Đó, ông đầu còn đẹp anh ơi, ông đầu còn đẹp nha, rồi bao không một lũng, bao ngay thẳng luôn. Rồi này bị bung sơn nè, em có xịt chân chống xét được, xịt dầu vô đỡ chống xét, đỡ xét nha. Đó, tình. Rồi không bao không một lũng luôn, nó chỉ bị bung sơn em ơi, không một lũng nha anh em. Đó, cái này là như bị cho xét á, em sơn là bị dọp sơn á, dọp sơn nha em ơi. Này, em về cạo ra sơn nè, còn nguyên si luôn, không nguyên si luôn, có sao vậy nha, nguyên si luôn nha, bị để lâu quá bị bung sơn anh em á. Nay rảnh soạn cho anh em xài thôi, anh em yêu cầu sườn nhiều quá nên em cắt bán cho anh em luôn. Rồi sườn này khá đẹp em ơi, khá đẹp nha. Rồi này có hai hàng hai lỗ gì không biết kéo đồ sao em ơi. Rồi sườn còn quá đẹp, ống đồng như mới luôn, thì cà nông còn như mới luôn anh em ơi. Rồi như hình nha, coi sườn này em lấy em 9.8 bao ship em ơi, 8.5 bao ship nha anh em. Ở lộn, sườn này hả? Ở cái này hơi xét em ơi, hơi xét nha, này hơi xét, hai thanh hơi xét nè. Rồi để em cái sườn này là 8.5 em ơi, kệ thôi 8.5 đi. Sườn này khá đẹp 8.5 em ơi. Sườn số 8.5 nha. Rồi anh em nào thấy cái sườn nào được hợp lý thì alo anh em ơi. Nó sườn như hình. Sườn còn nhiều nha anh em ơi. Rồi xin chào anh em nha. Thấy nào hợp lý thì liên hệ nha.